bởi Nam Sơn. Hân hạnh đồng hành cùng Highlight Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport. Xin chào quý vị, đây là Emirates, nơi mà Brighton đã thắng 3 trên 4 lần gần nhất hành quân đến đây trên mọi đấu trường. Là nơi mà Manchester City, đội đang dẫn đầu tại giải bóng đá Ngoại Anh mùa giải năm nay cho đến lúc này, đang dõi theo từng đường bóng của trận đấu này để biết liệu chức vô địch có đến sớm với họ hay không. Ngày hôm nay thì thủ thành số 1 của câu lạc bộ Arsenal, Aaron Ramsdale, kỷ niệm sinh nhật lần thứ 25 của mình. Và đây là một trận đấu mà chắc chắn là Aaron Ramsdale sẽ muốn cống hiến hết mình. Cần là Bukayo, xin lỗi quý vị, của Granit Xhaka đã không thể cắt được bóng. Esiso, Esiso, dứt điểm. Bóng đã đi vào góc gần. Đó là vị trí mà Aaron Ramsdale đã đứng sẵn. Một đường chuyền rất mạo hiểm của Jason Steele. Rất may cho đội khách. Đây là thời điểm mà huấn luyện viên người Italia, Odegaard, dứt điểm. Rất nguy hiểm. Nó rất giống với bàn thắng gần nhất của Martin Odegaard. Một cú dứt điểm từ xa, bóng đi chìm về phía góc xa khung thành của đối phương. Estupinan, bóng vẫn trong sân. Bukayo Saka, không được. Như vậy là trợ lý trọng tài đã báo hiệu trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Nsiso thì không tốt. Granit Xhaka, Leandro Chusa, Chusa, dứt điểm, không vào. Bóng đã liếm sang ngang khung thành của Jason Steele. Thiếu chút nữa thì lối chơi gây sức ép hiệu quả của Arsenal đã phát huy được tác dụng và mang về điều mà họ mong muốn kể từ đầu trận. Pha xử lý rất tốt của Leandro Chusa, may mắn đã không song hành cùng với cầu thủ người Bỉ ở trong pha bóng này. Mitoma và Benjamin White. Mitoma, rất kỹ thuật Mitoma, cơ hội không vào. Đó là câu trả lời của Brighton. Và cú dứt điểm cuối cùng thuộc về Esiso. Mitoma đã làm tất cả để đưa trái bóng vào vị trí thuận lợi nhất cho các đồng đội của mình có thể dứt điểm. Khi mà không thành đã bỏ trống thì tình huống đặt lòng của Esiso lại đưa bóng đi vào xa. Ferguson tì đè rất khỏe. Ferguson, dứt điểm. Không trúng đích. Saka, Chusa, Chusa, đánh đầu. Bóng vẫn trong sân. Jesus, Bukayo Saka, cơ hội, không vào. Quá đáng tiếc cho Arsenal. Những pha bóng lập bập và cơ hội đến với Bukayo Saka. Thiếu đi sự chính xác để Bukayo Saka có được bàn thắng thứ 14 ở mùa giải năm nay cho các pháo thủ tại Ngoại hạng Anh. Sự tiếc nuối là rất lớn với Mikel Arteta. Odegaard, Martin Odegaard, dứt điểm. Vẫn là Mitoma. Rất hợp lý, Estupinan. Không vượt qua được Kenan Tierney. Đánh đầu. Esiso là người đã lập công cho Brighton. Mười sáu bàn thắng ở Ngoại hạng Anh được ghi do các cầu thủ tuổi teen ở mùa giải năm nay thì 8 trong số đó thuộc về các cầu thủ Brighton and Hove Albion. Ngay ở đầu hiệp 2 của trận đấu thì Brighton đã mở được tỷ số. Một tình huống lập bập ở trong vòng cấm của Aaron Ramsdale.
và các cầu thủ đội khách Brighton & Hove Albion cuối cùng cũng đã có được điều mình muốn. Một tình huống xử lý rất hay của Mitoma. Và sau đó thì gần như là các cầu thủ phòng ngự của Arsenal đã quá lúng túng sau liên tiếp hai quả tạt đến từ Estupinan. Trung vệ Kivior đã bị đau ở tình huống trước đó. Trung vệ người Ba Lan đã bị đau và còn tuột giày. Anh là người đáng lẽ ra phải theo kèm đối với Enciso. Gabriel Jesus cánh trái đã khá thoáng. Real Nelson. Nelson dứt điểm. Cú vào! Đá mang rất nhiều hy vọng của các cổ động viên pháo thủ đến từ Real Nelson. Nhưng lại một lần nữa thì trái bóng chỉ có thể đi sát sát cột dọc khung thành của Jason Steel mà thôi. Danny Welbeck dứt điểm. Sút từ cự ly khoảng 25m của Danny Welbeck. Tốt của cầu thủ người Nhật Bản Mitoma. Nhưng đến Bukayo Saka thì Mitoma không thành công. Odegaard chú xa không được. Dứt điểm khá nguy hiểm. Đó là cú sút ngay của McAllister. Brighton dù ít nhân sự ở trên hàng tấn công nhưng họ vẫn đang gây được rất nhiều sóng gió cho khung thành của Aaron Ramsdale. Undup không khó với Ramsdale. Bien Trusa. Sai lầm của Trusa. Undup. Và tỷ số là 2-0 dành cho Brighton. Leandro Trusa vào sân với nhiệm vụ thay thế cho Martinelli và gieo sầu cho đội bóng cũ Brighton. Nhưng bây giờ thì sai lầm của anh đã giúp cho Brighton có thêm bàn thắng nhân đôi cách biệt ở trong những phút thi đấu chính thức cuối cùng. Bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 của Dennis Undup như một dấu chấm hết dành cho tham vọng của đội chủ sân Emirates trong cuộc đối đầu này. Kết quả mà chắc chắn 3 điểm đã nằm trong tay thầy trò huấn luyện viên Roberto De Zerbi. Rất nghiệt ngã cho Arsenal. Vẫn là Danny Welbeck. Undup. Cơ hội 3-0 cho Brighton. Và người lập công là Estupinan. Thêm một đòn đánh quyết định nữa hạ gục các pháo thủ ngay trên sân Emirates của Brighton & Hove Albion. Thủ tấn công người Đức Dennis Undup là người dứt điểm tốt bằng cả hai chân. Và cú sút vừa rồi của Undup đã khiến cho Aaron Ramsdale chỉ có thể đấm bóng ra. Rất tiếc cho Arsenal là trái bóng lại tìm tới vị trí thuận lợi để Estupinan đá bồi vào lưới trống.
Và đúng lúc này thì trọng tài Andy Manley thổi còi khép lại trận thua 0-3 của Arsenal ngay trên sân nhà trước Brighton & Hove Albion. Với thất bại này thì Manchester City chỉ cần có thêm một chiến thắng nữa, họ sẽ có được ngôi vô địch ở mùa giải thứ 3 liên tiếp trong khuôn khổ của Hoàng Anh, và khả năng lội ngược dòng trong cuộc đua vô địch của Arsenal gần như đã không còn nữa. Trong khi đó thì Brighton & Hove Albion tiếp tục mở ra cơ hội để bám đuổi với nhóm tham dự cúp châu ở mùa giải tới. Phân phối chính thức bởi Nam Sơn. Hân hạnh đồng hành cùng Highlight Ngoại hạng Anh trên cả cộng Sport.